Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, an trụ đại thừa. Nếu không dùng phương tiện thiện xảo đối với bát nhã bà la mật đa, khởi tưởng bát nhã bà la mật đa, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, dùng có sở đắc làm phương tiện, xả bỏ xa lìa bát nhã bà la mật đa thậm thâm. Phật dạy, thiện hiện, lành thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia, vì đắm trước danh, đắm trước tướng, nên đối với bát nhã bà la mật đa thậm thâm này, xả bỏ xa lìa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia đắm trước danh, đắm trước tướng? Phật dạy, thiện hiện, các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia, đối với bát nhã bà la mật đa thậm thâm, chấp danh, chấp lấy tướng, đã chấp lấy danh tướng rồi, nên bị chìm đắm nơi bát nhã bà la mật đa, mà danh kiêu mạn không thể chứng đắc thật tướng bát nhã. Cho nên những hạng người đó, đối với bát nhã bà la mật đa thậm thâm, xả bỏ xa lìa. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ vân vân,